Kính chào quý ông bà và anh chị em đang có mặt ở trong diễn đàn ngày hôm nay, cũng như là kính chào tất cả quý thính giả cũng như là độc giả khắp nơi trên các website toàn cầu, đặc biệt là trên mạng Yahoo Group. Và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2012. Chương trình hội luận của chúng ta như thường lệ có nhà báo Việt Thường, có thiếu tá Liên Thành, ông Việt Linh, anh Việt Sĩ, chị Hồng Loan, chị Phương Nam, anh Lý Mạnh Tiến, anh Phát Đi Cần Thơ và quý vị diễn giả khác có mặt ở trong diễn đàn ngày hôm nay. Vâng, để mở đầu ngày hôm nay trong buổi hội luận này, chính Việt trước hết sẽ có 30 phút nói chuyện với ông Việt Thường về cái tình trạng đấu tranh ở trong nước, cũng như là cái tình hình mà Trung Cộng nó bắn chìm tàu dò khí ở ngoài khơi nước Việt Nam. Thưa ông Việt Thường, ông có nhận định gì liên quan đến cái tình hình mới đây ở Việt Nam, ở trong nước, nhân cái vụ mà Trung Quốc nó gây hấn và cái người ta ở trong nước họ kêu gọi biểu tình, ông Việt Thường? Kính thưa anh chị Việt, kính thưa quý vị hiện diện trong diễn đàn và tất cả quý vị trên khắp các website là thính giả, độc giả của hôm nay có một việc mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng, cần phải chia sẻ ý kiến với quý vị. Đó là chúng ta coi chừng chúng ta lại bị Việt dân Cộng sản lừa một quả cực kỳ lớn lao, mà từ cái thời kỳ lần chúng ta lại lặp lại cái vở đánh lừa của Hồ Chí Minh năm 1966, khi mà Hồ Chí Minh đã ký cái hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 để nó chính thức đưa cho tội phạm vào Việt Nam, thì nó lợi dụng cái việc đó để nó tiêu diệt các đảng phái đã đánh rồi, nhưng mà để nó kích động lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam để đứng lên chống Pháp, thì nó có điều kiện nó đoàn ngũ hóa tất cả và nó sử dụng cái đó thì nó lần lần tiến tới nó cướp trọn vẹn bộ máy nhà nước, và đặc biệt là nó nắm chặt lấy quân đội và công an. Sau đó nó lấy cái cớ đánh Pháp là phụ, mà nó dựa vào cái đó để khi mà Tổng cộng nó chủ lục địa rồi thì nó có thể đưa tàu vào, và chính đó là một hình thức nó bắt đầu xây dựng những cái cơ sở đầu tiên để Việt Nam cũng như toàn cõi Đông Dương trở thành thuộc địa đỏ của Nga Xô Tổng cộng, bởi vì lúc giờ nó chưa có cái mâu thuẫn giữa Nga và tàu. Về sau này thì nó có thay đổi đi, nhưng mà nó vẫn là Việt gian của cả hai. Thì bây giờ cái chuyện này chúng ta lưu ý lại là nó giống nhau ở chỗ nào? Tức là hiện nay nó báo chí đăng và nó cho những tên mà xưa kia đã từng làm tay sai đắc lực của Việt Nam Cộng sản, hoặc là ở cả phía Bắc và phía Nam, rồi nó lập ra những cái tổ chức dân chủ quậy để có uy tín do tủ truyền thông tay sai của chúng hải ngoại đưa ra để có được cái dấu ấn của quốc tế thừa nhận nó là nhà dân chủ, và các cái tổ chức mà chơi mà quái khác được của chúng nó. Thì bây giờ nó làm cái việc mà chúng ta, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi lần nó chính thức thì không bao giờ chúng ta kêu gọi cả, nhưng mà nó cứ để cho dân làm, dân lại chống, dân làm lại chống, nó vừa chống vừa làm để đánh gây uy tín cho một số những đứa trong những cái dịp mà gọi là biểu tình chống tổng cộng này, thì là bắt đầu có tí le lói trở thành những nhà đấu tranh kiên cường, rồi những nữ lưu, các thứ vân vân. Nhưng mà chúng ta xem là cái cuộc đấu tranh chống tổng cộng đó có giải quyết vấn đề gì không? Rõ ràng là không. Bởi vì tất cả những người biểu tình đó là không có đặt ra một cái yêu cầu gì rõ ràng cả. Trong khi tụi Việt Cộng, tụi Việt dân Cộng sản nó lại sử dụng những thằng nằm vùng cũ ở miền Nam xưa kia, giống như cái loại là Lê Hữu Đăng, Dũng Mạnh, để là Bùi Huỳnh Tấn Mẫm vân vân,
gia những cuộc biểu tình của một số những tên quậy khác của nó nữa là tham gia. Thì trong khi mà tụi nó tham gia trong tổng cộng như thế, thì Việt Dân Cộng sản nó lại vẫn tiếp tục những đứa có chức trách hẳn hoi, có nhiệm vụ, có cương vị, có quyền ăn nói, thì nó đều thỏa mãn những yêu sách của tổng cộng. Cho nên nhìn hiện nay, chúng ta nhìn thấy cách đưa tin của nó thì sẽ thấy là ví dụ như là bây giờ lên án tổng cộng mạnh mẽ của cái nói hăng hái là cái tên Hồ Ngọc Nhuận chẳng hạn, thì nguyên đó là một tay sai của dân cộng sản xưa năm vùng ở trong Nam, là từng là cũng là dân biểu dân biệt đấy. Thì bây giờ nó nói còn từ thằng Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cho đến thằng Nguyễn Tấn Dũng và thậm chí cả những con mẹ như Tổng Thị Phóng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Sinh Hùng, tất cả đứa nó có quyền, nó có nói gì đâu. Cho nên thậm chí cả thằng Bộ trưởng ngoại giao của nó cũng có ý kiến thế cả. Cao Lộc là người phản thanh kiến nói đi nói lại. Nhưng mỗi lần nó nói đi như thế thì mọi người lại ào ào lên để rồi viết bài trừ chứ cái gì, mà không nghĩ đến là cái cách làm đó có đạt được yêu cầu gì không. Thì từ đầu nó lại lần thêm một bước. Nó chỉ làm cái cuộc cãi nhau mồm để cho các anh mua thì giờ, câu thì giờ cho nó. Từ chỗ nó bắt đầu vào Trường Sa Hoàng Sa, rồi bây giờ nó thiết lập trở thành một bộ phận ở trong cái Tam Sa, rồi nó xây dựng Tam Sa, bây giờ nó xây dựng các khu du lịch, rồi bắt đầu nó khai thác, rồi nó bắt đầu đủ các thứ trò của nó cả. Thì cứ mỗi lần bước thêm một bước, nhưng mà tụi Việt Dân Cộng sản không làm gì cả, và là như là có vẻ căng thẳng với nó. Nhưng sự thật thì tôi xin nói rằng tụi đầu cộng, cái bước thứ nhất của nó nói về Biển Đông, nó là để đánh lạc hướng thôi, chứ nó không bao giờ đối đầu với cả khối ASEAN, hoặc là đối với Nhật, hay là đối với Ấn Độ, hay là nhất là đương đầu với Mỹ, nó sẽ không có làm cái chuyện. Bởi vì nó chỉ làm cái đó để cho mọi người cứ tưởng rằng nó có ý đồ họ vậy, nhưng mà nó làm cái gì thì nó tạo cái điều kiện cho tập đoàn Việt Dân Cộng sản là cũng giống như những người khác mà thôi, tức là tàu là nó bắt nạt tất cả. Trong khi đó thì chúng ta nếu để ý nhị sẽ nhìn thấy rằng những cái mà nó tranh chấp, ví dụ như quần đảo Nhật Sesku hay là Scarborough của Philippines, thì nó chỉ làm như thế rồi nó thôi. Nhưng đối với Việt Nam Cộng sản thì nó lấy thật, không phải chỉ lấy ở đảo mà cả biển, cả đất liền, và tất cả người của nó là đóng hết cả trên đất nước Việt Nam rồi, khác hoàn toàn rồi. Và nó mở rộng cái đường giao thông tất cả các chiều do người Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải đóng thuế, phải đi vay mượn nước ngoài, không biết trả tiền lợi đến cái thế hệ nào mới xong, để xây dựng những đường xa lộ, để xây dựng những đường cao tốc, để xây dựng các hệ thống đường ống dẫn dầu vân vân, tạo rất thuận lợi cho một cuộc tiến quân của nó. Và chúng ta để ý nhìn thấy rằng rõ ràng ba cái nước gọi là Đông Dương đó, tức là gồm có Campuchia, Lào với Việt Nam, vẫn chúng nó vẫn kiểu gì thì kiểu nó cũng là con ngựa thành Troa, nằm ở trong lòng của khối ASEAN và trong các tổ chức quốc tế khác, chúng nó vẫn là cánh tay của tổng cộng. Xem cái việc phá hoại cái hội nghị vừa qua thì biết của Campuchia, xem cái việc Lào vẫn để cho từng tàu là làm đập, xem cái việc mà Việt Nam Cộng sản nó không nói năng gì cả về danh chính ngôn thuận, thì chúng ta phải thấy được cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng lại làm một lần nữa là chúng ta lại tập hợp theo cái tụi dân chủ quậy, đấu tranh quậy đó, để rồi chúng ta lại đoàn ngũ hóa, dần dần đoàn ngũ hóa, và trong đó nó đưa ra những nhân vật của nó nổi bật lên để trở thành lãnh tụ của những cái phong trào đó. Thế là chúng ta nắm lại được. Trong khi đó thì tụi tổng cộng là nó lớn tới. Rồi quý vị sẽ thấy rằng sau khi nó nắm được hết Việt Nam rồi, bây giờ nó có làm cái gì với các nước khác thì nó làm. Còn bây giờ nó làm cái kia chỉ là tạo cái hòa mô mà thôi. Nếu chúng ta không nhìn thấy cái đó được thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được tại làm sao cùng một lúc nó làm cho tất cả mọi phương tiện truyền thông của cả quốc tế luôn cả hải ngoại này là đều đưa ra chuyện nghĩa là nó là quan trọng mà nó lại không quan trọng. Cho nên phải nhìn thấy cái cuộc đóng kịch này giữa tổng cộng với tụi Việt Dân Cộng sản là nó hoàn toàn không bao giờ thay đổi hết. Nếu quý vị điểm lại vì hôm nay có ít thì giờ trên, tôi chỉ có thể nhắc nhở quý vị là
chia sẻ với quý vị là nếu quý vị điểm lại thì sẽ thấy là từ đảng Hồ Chí Minh đã khởi đầu cho việc dân đất, dân biển, dân tài nguyên, cho đến ngày nay là cái tập đoàn thằng Nguyễn Phú Trọng, Trịnh Tân Sang, Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, chúng nó vẫn như thế, không có thay đổi một tí gì cả, nó vẫn cứ từ từ là tiếp bước như thế. Bây giờ nó chỉ có hơi khác là tại vì hoàn cảnh là nó không thể bưng bít thông tin như ngày xưa, nó buộc lòng phải mở cửa thì thông tin và cái kỹ thuật thông tin đã là ngoài bước phát triển khiến cho không thể bưng bít thông tin được, thì nó phải du di để nó tạo ra những thông tin rộn, thông tin giả rất nhiều, cho nên nó có một sự phối hợp. Nếu trong nước đã làm như thế thì hải ngoại nó cho cái thằng Nguyễn Thanh Sơn ra cũng để khuấy dậy, khuấy động lên. Và chúng ta đã biết là hiện nay những tuổi Việt ra mà xưa kia người ta đánh động cho biết thì hải ngoại là không tin, bây giờ trở tay thì không kịp nữa. Ví dụ như cái trường hợp của Hoàng Diệu, bây giờ nó ra công khai thì nó chẳng cần phải sợ gì cả. Rồi những tụi đảng phái rộm, ví dụ như kiểu Đại Việt chẳng hạn, nó công khai nó ra, nó mấy người nó cũng ra, nó họp. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bộ mặt nào thì tới đó thì biết. Cái cuộc họp của Quý Diệm với lại Nguyễn Định Tường, đấy là chúng ta thấy rõ ràng rồi. Cho nên nó lại gây ra những cái xáo trộn ở đây. Bây giờ nó lại bắt đầu chuẩn bị một cái nữa mà tôi nghĩ rằng là đối với hải ngoại hiện nay là chúng ta cần phải quan tâm cái chuyện một mặt phải xem lại cái chuyện của thằng Hoàng Diêu thì có cái biện pháp như nào. Một mặt là bây giờ chúng ta thấy là nó bắt đầu nó đi, sau khi nó thành công ở Houston, ở Texas rồi, thì bây giờ nó đang bước vào cái siêu tôn của Washington State. Ở đó lại có cái thằng tàu chất được nữa là chúng ta hỗ trợ, nó đang cố gắng để nó biến cái cộng đồng người Việt thành ra là chỉ là cộng đồng người Việt không thôi, không có tị nạn và cũng không có quốc gia gì cả. Đấy là một hình thức bước đầu của nó, rồi có thể nó làm những việc khác nữa thì quý vị cứ tham khảo cái bài của một cư dân tại đó là một Tuấn Phan thì sẽ thấy. Còn những cái chuyện chính phủ ma, Nguyễn Hồng Bích các thứ gì nó vẫn hội luận của Toàn Phong rất là cũng chỉ để làm cho chúng ta bị phân tâm mà chúng ta không thấy được cái gì. Trong số tất cả những cái tin ở hải ngoại này thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải lưu ý đến cái chuyện một cái bài của tác giả Nguyễn Phúc Linh có vạch mặt với lý tưởng của Hoàng Duy Hùng là đã làm tay sai cho Việt Nam Cộng sản từ bao giờ và hiện nay chịu sự chỉ đạo của ai, thì họ có nói rõ ràng đó là một tên là của Cộng sản Việt Nam nằm tại Paris, có cái nickname là Ba Đình, thường xuyên đi Paris làm cả lý để chỉ đạo trực tiếp. Thì ở đây thì có thể quý vị thì chưa biết Ba Đình là ai, nhưng mà tôi thì tôi biết tên Ba Đình này là ai. Khi nào để cho tác giả Phúc Linh bật mí lên trước rồi sau này tôi sẽ nói sau, rồi chúng có thể góp thêm thì mô tả rõ hơn thì quý vị có thể nhận diện được nó. Đó là một cái thằng không phải nó chỉ có cái phong trào của Đại Việt của Nguyễn Lý Tưởng với Hoàng Duy Hùng, mà nó còn nắm cả những cái phong trào ở ngay chính tại nước Pháp và ở hải ngoại, thì không phải chỉ chỗ đó, nó còn làm gì khác. Chỉ nói thằng này là một thằng nó làm nghề lái xe, danh chính ngôn thuận làm nghề lái xe, tức một nghề tự do, thì có thể muốn đi làm không đi làm thôi, vẫn là cũng viết báo nhưng nó ký cái tên khác. Và nó cũng là cái thằng mà nó cũng lo cho tất cả mọi phía, tức là kể cả những người nó chửi người ta đấy, nhưng mà khi khiếp ai thì nó ủng hộ là chửi, ví dụ như ủng hộ việc chửi Đặng Văn Nhâm, nhưng mà nó là kẻ là dắt Đặng Văn Nhâm đi để lo và in sách cho Đặng Văn Nhâm. Thì tôi chỉ xin nói như thế thì quý vị nào theo dõi thì sẽ biết nó là ai. Thế là trong khi ở hải ngoại này, bây giờ chúng ta mạnh miệng thật, tại vì ai cũng biết là thằng Nguyễn Thanh Sơn, cái thằng thứ trưởng ngoại giao mà phụ trách ủy ban người Việt ở nước ngoài đấy, là nó có trong tay một cái tài khoản là có cái số tiền là 1.900.000.000 đô la. Chắc chắn là không phải sang đấy chỉ để chơi nói nước bọt. Và cùng với lời nói của nó thì nó là có tiền chỉ ngay tại chỗ để có thể đội kia vẫn hoạt động được. Đấy là cái chúng ta phải nhìn thấy. Nếu chúng ta không nhìn thấy cái điều đó thì chúng ta sẽ cứ nghĩ rằng là bây giờ là tập hợp phải đi chống tổng cộng cả. Không phải thế. Bây giờ
nó tổ chức để kêu gọi đấy, đứa nào nó cũng có mặt đúng thời trang cả đấy. Nhưng mà phải nghĩ đến cái số người nghèo chứ, cho nên những cái chuyện của họ làm đó, có thấy người nghệ, người mà thật sự là nạn nhân của dân cộng sản họ hưởng đâu. Chúng ta phải nhìn đây, chúng ta phải thật. Ở đây chính là nó lặp lại cái bài học của Thành phố Hồ Chí Minh như tôi đã từng nói. Coi chừng nó dương đông ít đây, và đến lúc mà chúng ta tỉnh ngộ ra lại thì tổng cộng đã có thời gian để nó củng cố lại tất cả. Bây giờ anh làm lại thì anh làm như thế nào? Và nó cũng đã chuẩn bị tất cả để cho mà xóa bỏ tất cả cái mà chúng nó ăn cướp của dân qua cái gọi là các tập đoàn kinh tế mà quốc doanh của chúng nó là bây giờ nó đưa ra, nhưng mà nó đã chuẩn bị là bài thay thế như trước tôi nói rồi. Nếu mấy hôm nay quý vị lên các cái web sẽ thấy được là nhân vật cái thằng Thành ở Đà Nẵng đó là đang được tình bóng giật khê, và tôi đã trình bày là ý kiến tôi nghĩ rằng chắc chắn là người tấn dụng nó sẽ từ chức, chứ nó không để cho là phải bỏ phiếu bất tín nhiệm đâu. Nó sẽ chờ đến hết nhiệm kỳ là nó sẽ từ chức, càng sửa với cho thằng kia lên. Và nó từ chức không phải là để nó thôi, nó sẽ làm một cái việc khác, tức là nó lui lại không làm cái công tác của chính phủ Việt Nam Cộng sản nữa, ủy quyền nữa, mà nó làm công tác đảng. Cho nên nếu chúng ta để ý trong cái cuộc mà đi gặp cử tri, thằng Nguyễn Phú Trọng nói là rõ ràng là vừa qua cái cuộc họp của nó không có ký định là để kỷ luật ai cả, mà chỉ là để mà kiểm điểm thế thôi. Nó còn cẩn thận nữa là nó còn chuẩn bị cho nhau để mà có thể nghĩa là hạ cánh an toàn mà con đường con cái gia đình thân nhân. Nó nói rằng nếu như có cái chuyện mà phải khai báo tài sản thì chỉ cái người làm rõ thôi, còn con cái gia đình vợ con hàng không có dính dáng gì cả. Mà chúng ta thấy rõ ràng chúng nó, bởi vì nếu chúng ta không nhìn thấy được rằng cái tập đoàn đó là một tập đoàn Việt Gian, cứ nghĩ rằng trong đó còn có thể thay đổi được, còn thế này, còn yêu cầu đa nguyên gì, bây giờ vì không có thời giờ tôi không đọc thì quý vị nghe những cái lời ý kiến phát biểu của một số những tổ chức được coi là dân chủ ở trong nước để đấu tranh cho dân chủ, nhà dân chủ nổi tiếng vân vân, từ Nguyễn Thanh Giang, Đỗ Nam Hải trên một lô vừa đưa lên. Bây giờ quý vị thấy bắt đầu khi mà có Lê Thị Công Nhân bị vạch mặt thì nó cho nằm im một thời gian, nó đưa những nhân vật như kiểu Huỳnh Thục Vy ra, rồi thì bắt đầu là nó lại cho con Lê Thị Công Nhân là ẩn mặt ở bên chỗ của Võ Đại Tốn với cái tờ Việt Luận, cùng với cái Phạm Văn Trần cũng là cố vấn của cái Đại Việt Phạm Văn Song. Rồi bây giờ thì bắt đầu là thấy tình hình này, bắt đầu con này lại xuất hiện, bắt đầu người ta lại bắt đầu đưa các bài thời, và còn nhiều trò nữa. Nhưng mà hôm nay ít giờ quá, chỉ còn có 6 phút nữa hết, thì tôi chỉ xin là quý vị hãy lưu ý bài học Hồ Chí Minh nó đã đánh lừa chúng ta cách đây 67 năm, bây giờ đang lại lặp trở lại. Lần trước nó đánh lừa chúng ta thì chúng ta đã bị cái đoàn ngũ hóa. Giờ đến khi chúng ta có được lại một nửa nước của chính phủ đầu của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì lại bị các tên phản tướng. Và bây giờ chúng ta nhìn xem những cái tên phản tướng đó khi nó ra hải ngoại này, nhìn những bộ mặt Nguyễn Khanh, Tôn Đức Tính, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Tôn, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Dương Hữu Nghĩa và vân vân, thử xem là tụi chúng đã làm được cái gì. Nó không làm được cái gì cả. Nó hoàn toàn ủng hộ với dân cộng sản từ lâu rồi. Qua cái này chúng ta mới thấy được nữa là cái tội đó, tội nó cũng lạnh, nhưng mà cái tội tiếp tay làm cho nó có thể thực hiện được những cái ý đồ mình thiếu của chúng nó là chính là tội bất quang, tội ma tăng đầu trọc. Cho nên cái room chính cái việc này của quý vị nói thẳng nói thật tới hết, có những sự tiếp tay của thiếu tá Liên Thành, của ông Việt Sĩ vân vân,
thân trên mặt trận truyền thông. Chúng ta chỉ có một cái lượng không có, phải nói là dưới mức trung bình so với từ trong đó. Cho nên cần phải làm thế nào tiến tới chúng ta phải có thêm hoặc ít ra tìm được những người có thể viết được hơn nữa và viết sách, mở thêm thời gian của diễn đàn tăng to, mở thêm room tăng to, tất cả vấn đề vân vân, thì chúng ta mới có thể hy vọng là tính động dư luận được, và đặc biệt phải nhờ qua ông viện sĩ để lại đưa vào trong nước. Thì những cái người trong số người mà họ còn nằm im, họ không lên tiếng mấy, họ cũng theo dõi nhưng họ không lên tiếng mấy, thì họ sẽ là cái người mà họ biết cách hoạt động như thế nào để lôi kéo cái người dân bị trị lên. Cho nên cái mà đúng ở trong nước không phải là đi biểu tình để chống tàu, mãi biểu tình để đòi hỏi quyền lợi cho Đoàn Văn Vương, đòi hỏi quyền lợi cho Văn Giang, đòi hỏi quyền lợi của Thanh Hóa, tất cả những người đó. Nó làm cái điều đó thì nó mới đúng, chứ không phải là đi và là chống từ tàu. Bây giờ cứ nghĩ xem, chống từ tàu rồi thì anh làm cái gì? Bây giờ giả dụ anh chống tàu, anh làm cách nào anh chống nó? Cái quyền mà cái chuyện mà nhập khẩu, xuất khẩu không phải là quyền của cá nhân của anh, là tụi Việt dân Cộng sản đã nắm chặt trong tay nó. Trên đưa hàng của tàu vào hay không đưa hàng của tàu vào không phải là quyền của cái người đi biểu tình. Nếu mà người biểu tình có thể đòi hỏi chúng nó thì giải quyết cái vụ Đoàn Văn Vương, vì chúng nó đã thừa nhận rằng chúng đã sai, vì tại sao bây giờ vẫn chưa giải quyết? Vụ Văn Giang vẫn chưa giải quyết đến nơi chốn. Đấy là những cái chuyện chúng ta phải đưa ra để làm cái gì nó là thiết thực, tức là phải đấu tranh giành. Trong khi đó chúng ta cứ nghĩ rằng mỗi một ngày chậm đi, cứ giả đứng ra và đào đào tổng cộng đi, thì thằng Việt dân Cộng sản nó lại lùi lại. Và bao nhiêu cá ở miền Đông đã vào trong túi được tổng cộng, còn người ngư dân Việt Nam được làm cái gì? Vừa qua đã cho biết đấy, ngư dân không có việc làm, không được ra vì nó bắt. Nhưng nếu mà làm nghề đánh cá nhưng mà đi ra đảo để cắt những cái lá thì mà bạn sẽ dùng nào? Bắt cho từ tàu, bắt cắt những cái lá này, lá cây phong ba kêu để trừ bệnh cho biết gì đấy. Không điếu cá mà phải làm cái đó thì đủ thấy rồi. Đấy, thì bây giờ là còn có một phút nữa thì tôi cũng chỉ xin phép là trình bày sơ qua như vậy. Còn nếu mà có thì giờ quý vị đặt những câu hỏi gì hơn thì tôi sẽ đi sâu với chi tiết, còn không chỉ nêu lên một tiếng chuông báo động như vậy thì chúng ta cẩn thận đừng có rơi vào cái việc hiện nay của cái room này làm là phải sẽ được mọi người hưởng ứng. Rồi bây giờ càng ngày càng hưởng ứng, nhất là trong nước hiện nay. Cho nên phải làm thế nào để cho thấy rằng tất cả quá trình từ 1945 cho đến nay duy nhất có chính phủ của Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm mới thực sự là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Tôi không cần phải đưa chứng dẫn nữa bởi vì đã có nhiều chứng cứ rồi. Còn ngoài ra thì không có. Vì vậy cho nên những kẻ nào không tuyên truyền lúc này thì lấy cái ngọn cờ đó tập hợp nhân dân lao động lại là cái người ta cần để mình ăn. Chứ họ phải cần là được giải nhân quyền, thế là được bà dân biểu này, ông dân biểu kia của nước ngoài đến để hỏi thăm sức khỏe rồi khen mấy câu như là kiểu như là người ta lên người ta thấy có đàn chó thì thấy nó đẹp đẹp vuốt vuốt đầu là mấy cái. Những người dân nghèo kiểu có ai quay đói hoài thế đâu. Thì xin hết giờ thì xin trả lại mình cho anh Chính Việt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Việt Thường rất là nhiều. Đây là phần 1. Xin quý vị nghe tiếp phần 2.